Em cảm ơn. Tụi đó là gõ đi. Đó, cái nó là cả. Không, nó đi ăn nhiều nữa. To ở đâu hết toàn con nhỏ này. Ui giời. Con hiểu đấy ăn cái này. Con kêu kêu này chăng. Cái này chắc cái chắc cho ông cũng cũng tới ngọ cũng. Cái là ấy. Bỏ ăn đi, đi ăn cái. Cái là. To như bà cua nữa. Quay. Giờ này chắc là ai cũng mệt cũng nghỉ hết rồi. Đi quả chắc này cu cua này rồi. Cu cua này rồi. Ý, ấm mẩy, ý. Quang Thành ý. Ai cũng mệt nghỉ hết. Món gì ngon vậy ta? Cho quả gì vào đây? Ngày ngỏ nữa. Ngày ngỏ. Ý, nhưng mà ngồi là ngồi này cái thờ lỡ lý giờ. Ní rồi. Bên ngoài là con là mua anh to rồi đó. Ngồi nó như cái kẻ mà ngồi như bộ. Kẻ là băng đó. Thôi sao nhà mày mà cao mày. Chú ơi, chú ơi. Bình tĩnh. Hư quyên hư rầu quyên rầu. Rau quyên rầu. Điện ông Quỳnh chắc ngồi vinh như thế con Bill rau quyên rau đúng không thầy cho quyên có thể các bạn ở dưới xuôi thì không biết cá này các bạn ở trên miền trên núi cũng không biết cá như này đâu. Trung Hoàng chưa ngủ à Trung ơi? Thế ra đến nơi chưa? Đấy, có thể các bạn ở dưới xuôi hoặc là trên núi thì không biết loại cá này đâu. Thế chắc nó đang xem chứ, giờ này nó chưa ngủ đâu. Có thể các bạn không biết cá này. Lự à. Từ tha thứ ba vậy. Ngày mai ăn cần ngon nhỉ. Ăn ngon to từ ăn ngon nhỏ nhỏ thôi. Chưa tha thì ăn ngon to to bây giờ. Để nó nhầm nổ cái ngon to này đó. Chúng bola thế cái ngon con cái gì đâu. Dập cái gì mày lên, dập lên mày gì. Lương à? Chỉ hào ăn cái đâu? Quên đâu? Kêu. Có thể các bạn đi xuôi không biết cá này là cá gì. Có thể các bạn ở trên núi cũng không biết cá này là cá gì. Quyên ư. Thấy chưa Quyên? Ăn với Quyên nữa.
ăn với Quyên. Sao mà nhưng mà vào ai được khủng khổ ông khôn hỏi khủng